Ok, hello mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn mấy cái nút ấy nha các bạn. Đây là sơ đồ nè các bạn. Đó. Thì nó có 8 lỗ các bạn. Có 8 cái lỗ nhưng mà chỉ có 7 lỗ mà ghim được thôi. Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn cái ấy reset nha, đó hai lỗ này nè các bạn, lỗ này đó. Rất là dễ nha bạn, rồi hắt delete reset nè, các bạn nhấn nút reset nè các bạn, đó. Reset ha, bạn gắn vô. Nhớ là bỏ bỏ cái đầu nha các bạn. Rồi nó có tới 8 luôn các bạn. Chúng ta gắn ở đây nè. Nút reset nè các bạn. Đó, reset nè. Rồi các bạn gắn ở phía ngoài. Đó. Xong tiếp theo là hắt delete. Chúng ta sẽ gắn phía dưới. Xong bó vơ chúng ta sẽ gắn ngang với nút reset nha bạn. Đây, bó vơ đây. Đấy, bó vơ các bạn. Cuối cùng là hai nút G nha bạn, bố vô led chúng ta sẽ gắn cuối cùng phía dưới này nha. Cái điểm này nè, điểm dưới. Bố vô led. Ta gắn từng cái. Đấy. Gắn từng cái nha mọi người. Rất là khó gắn. Rồi ok. Đó, sơ đồ rồi các bạn. Đó, chúng ta chỉ gắn là chừa hai hay là một cái trống ở trên với một cái tim ở trên nha các bạn. Đó. Đây là sơ đồ các bạn. Rất là dễ nha. Mình để ngang này các bạn mới dễ, mình để này là đưa vô là đúng luôn nè bạn, đúng với cái men luôn nè. Nó còn thường các bạn có thể nằm ngang này nha, nó nằm ngang thì các bạn cân nằm ngang này nè, bỏ vừa led, bỏ vừa auto hd led và nút reset. Đó là cách cắm đó các bạn. Bạn nào chưa biết cách cắm thì có thể tham khảo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì nhớ cho mình một like và một tim và một đăng ký kênh nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Giờ mình sẽ thu gần lại cho các bạn xem.